mô hình nuôi tôm siêu thâm canh. Đặc trưng của mô hình này là vốn đầu tư lớn, nuôi ở mật độ cao. Các yếu tố môi trường như pH, nhiệt độ, khí độc NH3, H2S, độ mặn, ánh sáng, tảo, oxy hòa tan được kiểm soát chặt chẽ. Các nguồn lây nhiễm bệnh được hạn chế tối đa như con giống tốt đã được xét nghiệm, kiểm dịch. Nguồn nước cấp được xử lý bài bản và triệt để. Lượng nước thay vào cuối vụ nuôi có thể lên tới từ 20-30%, nên có nhiều rủi ro nếu không xử lý nước triệt để. Vấn đề thường gặp phải trong quá trình nuôi là các bệnh về đường tiêu hóa. Phân tôm, thức ăn dư thừa không được siphon, hút xả đáy kịp thời và triệt để có thể làm vi khuẩn đường ruột phát sinh mạnh trong ao, bể nuôi, rất dễ dàng xâm nhập vào đường ruột của tôm. Tôm bị vi khuẩn đường ruột xâm nhập dạng cấp tính nên có hiện tượng bỏ ăn, ruột đứt đoạn, đường ruột bị cong, chết rải rác, bị mềm vỏ và sau đó chết nhiều hơn rất nhanh. Một số bệnh khác do dinh dưỡng như mềm vỏ, cong thân do thiếu khoáng cũng thường xảy ra do mật độ nuôi cao. Tôm cần nhiều lượng khoáng hơn các hình thức nuôi khác. Về dịch bệnh, chúng ta cần chú ý như sau. Một là chúng ta phải xử lý và diệt khuẩn nước trong suốt quá trình nuôi, kể cả khi thay nước. Thứ hai, với mật độ tôm rất là dày, cho nên là lượng thức ăn rất nhiều và lượng phân tôm thải ra cũng rất là nhiều. Chúng ta biết rằng phân tôm thải ra chính là nguồn phát sinh ra các mầm bệnh về đường tiêu hóa cho tôm. Chúng tôi khuyến cáo bà con nên si phông, hút đáy, xả đáy liên tục và sạch sẽ trong hồ nuôi và giảm ô nhiễm môi trường nuôi. Chúng tôi khuyến cáo bà con nên si phông từ 4 tới 8 lần trên một ngày đêm để loại những cái loại phân tôm ra khỏi môi trường nuôi cho tôm. Kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé. Những ghi nhận của chúng tôi về một mô hình nuôi tôm siêu thâm canh đạt hiệu quả cao với cách thức quản lý dịch hại khá đặc biệt. Sau khi thành công về mô hình nuôi Artemia, ông Cao Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu Bạc Liêu, mạnh dạn ứng dụng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn theo hình thức ít thay nước. Nuôi tôm siêu thâm canh ít thay nước là một mô hình nuôi trồng thủy sản đang được nhiều hộ nuôi tôm hướng tới. Tuy nhiên, mức độ thành công của mô hình này lại tùy thuộc vào sự linh hoạt và nhạy bén của người nuôi trong việc ứng dụng và xử lý các quy trình phù hợp với điều kiện thực tế. Đây là một đòi hỏi khá cao, không phải người nuôi nào cũng thực hiện được. Trong cái quy trình siêu thâm canh mà 3 giai đoạn này thì chúng ta phải chú ý là chăm sóc kỹ nhất là giai đoạn đầu tiên. Bởi vì con bót từ cái môi trường của các trại giống ra cái môi trường của chúng ta thì nó cũng nó hơi tự nhiên rồi, cho nên là nó có những cái điều kiện mà ta gọi là nó bị sốc á, cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho nó kỹ. Thứ nhất là khi thả giống thì phải làm cho tạo cho nó cái điều kiện mà nó ít sốc nhất, cân bằng về độ mặn, rồi có những cái hỗ trợ để cho nó không có bị sốc tôm, rồi quá trình này cho ăn, rồi chăm sóc hàng ngày, cung cấp nước cũng vậy. Cho nên là phải tuyệt đối là chúng ta phải xử lý nước nó tốt hơn các giai đoạn sau. Thưa ông, thì đối với cái mô hình này thì cái nào ưu việt, điều ưu việt nhất của mô hình này so với những cái mô hình trước đây ông đã từng biết? Cái này cái điểm quan trọng nhất của nó là phải nói là chúng ta quản lý được dịch bệnh là tốt hơn. Nếu chúng ta làm theo đúng cái quy trình á, chúng ta có thể là hạn chế dịch bệnh đến trên 90% nữa. Còn hiện tại mà trong điều kiện tự nhiên á, các mô hình mà nuôi hầm đất này phụ thuộc rất nhiều vào tự nhiên, đặc biệt là trong những cái lúc mà biến đổi khí hậu nó khắc nghiệt, giữa nắng mưa bất thường rồi nhiệt độ cũng thay đổi bất thường á, thì cái tỷ lệ thành công nó rất là thấp. Nhưng giống như tình trạng của năm nay gần như là đến 70-80% là gặp cái rủi ro do dịch bệnh mang lại. Thường á, trong những cái mô hình mà họ nuôi giống như ông á, thì không phải là ai cũng cần nuôi thành công hết. Vậy thì thưa ông, cái điều mà tiên quyết để thành công đối với mô hình này là gì? Theo tôi nhận thấy á, thì hiện nay nó có cái hai cái gọi là cái cách nuôi mà nó gần như là nó có cái khác biệt rõ ràng á.
là một là người ta nuôi theo quy trình là thay nước rất là nhiều, còn hai là nuôi theo mô hình là ít thay nước. Nhưng mà mỗi mô hình này nó có những cái lợi thế riêng, giống như là nuôi mà thay nước nhiều thì người ta chọn là mô hình là nuôi mật độ dày, rồi thời gian nó cũng ngắn hơn, tốc độ lớn nó cao hơn. Tuy nhiên thì tôi nhận thấy là nó có những cái rủi ro, do là chúng ta cấp nước nhiều quá thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái môi trường nguồn nước tự nhiên, khi đó thì xả thải ra môi trường rất là nhiều. Hai nữa thì cái khả năng mà nó bị cái dịch bệnh tấn công nó cũng lớn, cho nên là ở đây thì tôi chọn cái mô hình là nuôi theo quy trình là sử dụng các chế phẩm sinh học, và rồi trong môi trường chúng ta cấy vi sinh cho nó tốt, rồi chúng ta nuôi mật độ nó vừa phải thì chúng ta thay nước sẽ rất là ít. Hiện tại thì mô hình này thì chỉ thay nước hàng ngày khoảng từ 10 tới 20% là tối đa. Cho nên là khi đó thì tuy là cái tốc độ lớn chúng ta có thể là chậm hơn một chút, nhưng mà chúng ta an toàn dịch bệnh thì nó được nâng lên rất là cao, nên chúng ta có thể là thu được cái lợi nhuận bền vững. Mà một điều quan trọng trong cái quy trình mà sử dụng các chế phẩm sinh học mà ít thay nước á, thì chúng ta có thể là tạo được môi trường nó tốt cho con tôm. Khi đó là gần như là chúng ta không cần phải sử dụng các cái loại kháng sinh quá chất độc hại. Rồi đặc biệt hơn nữa thì chúng ta có thể là sử dụng được cái nguồn nước mà chúng ta thay để tái sử dụng mà không xả thải ra môi trường. Tôi nghĩ là xu thế trong tương lai thì cũng nên áp dụng theo mô hình như vậy. Bà con cần lưu ý, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi của ngành chức năng khuyến cáo. Đặc biệt, trong quá trình nuôi, nếu phát hiện tôm có dấu hiệu bất thường hoặc chết bất thường, không rõ nguyên nhân, người dân cần chủ động liên hệ với các cơ quan chuyên môn tại địa phương để được hướng dẫn biện pháp xử lý, giảm rủi ro trong quá trình nuôi. Tuyệt đối không được xả nước tôm của ao nuôi bị bệnh ra ngoài môi trường nếu chưa qua xử lý, để tránh lây lan trên diện rộng.